Chiếc ăn xá thầy ngàn cơ bà mứ, cho chắc bông cần nhớ lòng phà. Chắc mà lòng bì cánh vườn, chắc nhớ bên nhanh lại trái kỳ. Hù dòng bền bóng bền sầu, hù tốt lòng ao lòng đúng bì nồng. Đến hù bà ịn tao nhe, ta lấy nó chu. Hột mưa quái hà hơn, hột vườn quái hà cù cơ bà mứ. Nhâm hột vườn đi, ô dòng bái phu xà, ta lấy xâm khỏi cơ tách hè bà. Chỉ bà hà đầy đổ bụng phu ma sắc chủ hồ ngông, tổ chức ban khẩu đỏ hồng. Anh là hít không hở người hạt bờ banh hô bên nào phù hợp bia tên đang tả tên nay tế hoa tế xin ở bà mẹ bị đào hơi họ ba mà đi cả bà mỡ tăng phú tăng già sức khỏi tránh hẹp và yếu nhiều thiếu nòi xin đẹp kẹp cung chi hà phủ tăng năm sớ xin má phá lùa sớ cồn mò ôn năng dân giỏ tặc khách mương cày bó mi trong biết kêu khèn họ tăng tả tăng nay rút kết xã thành ngàn cơ bà mỡ tả nay cái tăng hẹp và năm tỏi quang chinh lăng khẩu tổm bó tảng anh khẩu tổm bó tảng ngay lúc khơi bó liêng bó tả bên nay hận hầu ô khẩu biển hăng có chi hăng năng biển khá có chi khá chẳng hề bà cả bồng sống khá hở phú hở già đồ nhắm mặt bên đi phú già xúc khỏi cái chẳng hề bà đưa đẩy mở đi bên chăn mưa sáng mới chép tổ chức quan khẩu đỏ hồng tròn đón ở bờ ở năng mới kết thúc các năm mà tánh hơn là giàu số chuồng số mố số phú số già nên thì cá mơi họp xúc của mẹ bên ông dưới này bản lại mương hô họp chắc hay cửa chẳng họp chắc ngam nhằm đi tổ chức có nả khai tá đồ và đồ pha xúc khỏi cửa sau đầy mơi đại diện tăng phú tăng già tăng tà tăng nay quân khơi hát bờ quanh hâu khửn mắt sừng các chính với ô nả khai tá có tinh lại của mẹ bên ông Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các bác anh chị trân trọng và kính mến. Người ta thường hay nói đất nong hẹp thì vừa dài vừa hẹp, mà trai gái nong hẹp thì vừa đẹp lại vừa xinh. Dạ vâng, để cho chú rể đêm qua phải thức một mình, nhưng mà đêm nay thì anh đã có người tình nằm bên rồi. Và để khép lại sự chờ đợi của quý vị, các bác anh chị ngay từ đầu chương trình tới giờ, thì ban tổ chức xin được trân trọng gửi lời kính mời tới cô dâu chú rể sẽ cùng sánh vai nhau, cầm tay nhau đi bước đến lép đài hạnh phúc của cuộc đời mình. Xin được trân trọng gửi lời kính mời tới đương kim chú rể Mai Tân sẽ duyên cùng với cô dâu Hồng Vân sẽ trở về sân khấu chính để ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý thân mến, với chủ nhân của tấm thiệp hồng trong năm hạnh phúc không hề đổi thay, cặp đôi đương nhân vật chính chủ nhân của đài lễ thành hôn hôm nay bắt đầu chúc trân trọng giới thiệu đương kim chú rể Mai Tân sẽ duyên cùng cô dâu Hồng Vân đang có sự diện trên sân khấu chính và đầu chúc trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ gửi lời chào tới toàn thể hôn trường cưới bằng một cái cúi chào thật sâu. Kính mời toàn thể quý vị dành một tràng vui thật lớn để chào mừng. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cô bác anh chị trân trọng và kính mến, và để có được một đại lễ thành hôn diễn ra thật trang trọng lịch sử và thành công nhất trong hội trường ngày hôm nay thì không thể nào thiếu được những bậc sinh thành. Xin được trân trọng gửi lời kính mời tới đại diện của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai là bố cả Mai Thanh và mẹ Lò Thị Bích. Rồi về phía đại diện của gia đình nhà gái, kính mời mẹ Cà Thị Sương cũng sẽ trở về sân khấu đứng cạnh hai con thân yêu của mình. Xin được trân trọng gửi lời kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ cùng trở về sân khấu chính để đứng cạnh hai con thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Với những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng gửi lời kính mời. Vâng, và cũng là một người bác của cô dâu, bác Đi Việt Văn cũng sẽ trở về đứng cạnh gia đình hai cháu thân yêu của mình ngày hôm nay, kết tình thông gia giữa hai mảnh đất Thanh An và Nong Hẹp. Rồi vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý, giờ phút ở đây đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi, những nhân vật chính nhất, vâng, đó chính là lý do để tất cả chúng ta đã có mặt tại khán phòng của gia đình. Đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đang có sự diện trên sân khấu chính. Một lần nữa ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng gia đình của chúng tôi.
Dạ vâng, kính thưa để quý vị đoàn viên khách quý trân trọng và kính mến. Dạ vâng, kịp đến của tình yêu đẹp, đương nhiên đó chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hòa làm một. Và để rồi đến ngày hôm nay đây, tất cả chúng ta đã có mặt tại từ xa của gia đình chúng tôi, là gia đình của ông Cà Mai Thanh cũng như bà Lò Thị Bích tại bản Nông Hẹt, xã Nông Hẹt, huyện Điện Biên, cùng với một lý do duy nhất, đó chính là tham dự đại lễ thành hôn và nâng ly dâng mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho chú rể Mai Tân sanh duyên cùng cô dâu Hồng Vân. Với sự hiện diện đặc biệt và đông đủ của toàn thể quý vị, quý cô chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, đó chính là món quà vô cùng to lớn và ý nghĩa dành cho gia đình chúng tôi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các bác anh chị trân trọng và kính mến. Người ta thường hay nói, ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Mà để cho chú rể đêm qua phải thức cả ba canh, mong sao cho đến giờ lành trưa nay. Mà trưa nay thì trời đất đắm say, để cho bố đỏ về đây xung vầy. Và ngày hôm nay, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự đồng tình ủng hộ vun vén của hai bên gia đình và sự tình nguyện tự nguyện của đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay, thì ban tổ chức tôi xin được thông báo với quý vị rằng thời gian mà cô dâu Mai Hồng Vân sánh danh cùng với chú rể Mai Tân yêu nhau tìm hiểu tính đến thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đào làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc đủ chè và đủ cả hai họ bốn bên về đây chung vui. Một lần nữa ban tổ chức tôi xin được trình trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn của chú rể Mai Tân sánh danh cùng với cô dâu Hồng Vân. Hồng Vân, Mai Tân xin bắt đầu. Báo cực kỳ tuyệt vời nhất, thay những lời chúc tốt đẹp nhất của toàn thể quý cô, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đang diễn diện tại khán phòng của gia đình, kính chúc cho cô dâu chú rể được chúc năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đoàn viên khách quý, những niềm vui, những hạnh phúc của toàn thể đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã được đáp lại bằng sự hiện diện đặc biệt của toàn thể quý vị, quý anh, quý chị. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, rất vinh dự cho MC Tòng Thuận đến từ xã Thanh An cũng như nữ MC Lò Thị Kiên đến từ mảnh đất Mường Nhà được đại gia đình hạnh phúc tin tưởng ủy quyền làm ban tổ chức. Thay mặt đại gia đình hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đặc biệt nhất tới toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bậc trẻ nam nữ thanh niên đã không quản ngại đường xa xa xôi, vẫn chút thời gian và ngọc, quý nhân thời giờ quý máu của mình để trở về chung vui với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời toàn thể quý vị hãy cùng với những ly rượu nồng cùng chung chung bữa tiệc của đại lễ thành hôn để mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho cô dâu chú rể cũng như chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng tôi mãi mãi bền chặt tựa keo sơn. Rồng sớm được cửa mẹ đan tiền sò chiêng sớm ai thành niên tuổi sòng sao sáng sao cả bà nhám chầu khẩu dặn lăng phú già tà nai sòng phái chưa hơn có nhanh giật kín tó bản tó cuống có há lẩy lại pì hi lại cầu lẹp chém ngam có nhắc phải liền bấu trăm nhám nằm bấu cuốn có nhắc bún nà bùn tà lướng bùn pha lướng bùn côn chân ăn trắng hoa xịt lẩy lưu đòi ỏi hạc panh panh rú xếp bườn tàu rú cầu bườn tìm xếp bườn trắng hoa ba kiếm cầu cầu bườn pha trắng hoa ba kiếm nôm chân ăn phò trắng trang hiền trang sùng mẹ trang trùng trang nhớ piêng lung trắng sùng piêng bà trắng bà piêng phò piêng mè hà hương chân ăn phủ trai lo tuổi siêu sàng có trắng hồ tát phí phủ nhĩ lo tuổi siêu xí có trắng hồ tát đừng lẩy hương tông sao xí tát phí lẩy phí nòi phỏng buồn sao sòng chân ăn sửa phủ trai qua chân sửa pa thừa lâu qua sửa pa vá lâu ngày chân phải lù men kén quan phủ ninh rú cơ bản chiêng án xã thành án huyện điện biên tỉnh điện biên cơ bản mất nọ ô lẩy quan chủ của trắng xấu hà ào lẩy quan báo quan sầu trắng cưng xứ hơn hà giàu chân ăn pò trắng hạc trắng banh trắng cãi khùa hà phầy trắng cãi lầy hà cưng trắng hùng dê sầu trắng ảo dê lù té ngoa té sưng ma điều bán ba mà đi mừ cầm mừng bữa đà tỷ sóng phân phải sao sàm sóng phái phú gia tả nay trắng kiếm hà lẩy mừ lì bên tràn mừ sắn bên chép mừ đẹp chưa đi tỷ chân biển mặc bườn mà mừ say trắng nghề kiếm ma mừ khóa trắng nghề hà lầy trắng kiếm phát hà nó kiếm phát kiếm hòm mất đánh là hịt không tổ chức bàng lòng hở mạ trai cười Mai Tân sánh duyên cấp mang phở Hồng Vân lại tên đầu tua hùa biết cần giật kín tá bản tá cuống tá phú tá gia tá tà tá nai có ba mớ đỏ thay trắng lại cáo lò thống mới ở sau bao đại bao nên sau bao
to với mẹ, sông bờ lùm bờ làn, sông cán bộ cơ quan chính quyền xã bản, phi nào bản rú lại bản, lại na rú lại huyện lại xã, nhưng ngạc phai nào cần thấy lắm nữa xử lý bị ô kiềng, ao cá mất tùng mất tôm mất kèm tầm hầm muôn, cái bà má bao lù sòn làn cho sòng phái chuyên xúc khỏi, trước khi sòng phái chuyên xúc khỏi của bóng mi sáng lớn xưa, mi trái lẩu hòm nâng tàng quan bảo hàn hòn tay lại con mai phi nòng, hảo hàn mặn dương, bà mẹ ao cái lẩu cái tiền trái lẩu nhau trái lẩu hòm nâng bà mẹ ơi. Dạ vâng, để thay lời cảm ơn chân thành đặc biệt nhất thì đại gia đình hạnh phúc chúng tôi với một chén rượu đồng gửi tới toàn thể trung tâm bữa tiệc. Kính mời quý vị hãy cùng rất đầy và giơ thật cao chén rượu của mình lên nào quý vị ơi, để mừng hạnh phúc chúc tương lai cho tất cả chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng là ngày vui, ngày đôi, ngày cặp đúng không? Ngày vui, ngày đẹp nhất thì xin được trân trọng kính nhờ bộ phận lễ tân của gia đình sẽ rót cho gia đình chúng tôi một chén rượu nữa. Chúng ta sẽ cùng nâng hai ly rượu để mừng ngày phúc chúc tương lai cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Ly rượu thứ hai này chúng ta sẽ cùng chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình được mãi mãi bền chặt tựa keo sơn nha quý vị nhá. Ở xuất khẩy nọ cười hạc bởi bánh hoa có chất bình đồi sang đồi thú bình cừu sang cừu kim và bớ nọ bộ mẹ bình nào ơi hơi nó chén đầu dòng thứ dòng khởi nơ chúng nhỏ cười hạc bởi bánh hoa đầy hạc gần tàu phồng đành lấy bánh gần tàu phồng đón mà cần họp sứt chừa vàng rơi chúng cần sòng phái bút ra tà nay lúc chế hảo khăn xiển sờ nơ tà nay nơ bộ mẹ bình nào ơi nhớ chén lẩu xuống khởi nói bộ mẹ đấy chén đi hao rồi chưa nên gặp vấn đề nữa bộ mẹ bình nào nơ chén thứ hai chúng ta sẽ dơ một cái thật to để chúc mừng cho gia đình chúng ta được không ạ. Quý vị anh chị ơi, bố mẹ cô dâu và bố mẹ chú rể thì đã trao trong lúc làm thủ tục ở trên nhà. Và hiện tại xin được trân trọng gửi lời kính mời tới món quà của gia đình chị gái chú rể là chị Cà Thị Thủy. Xin được trân trọng gửi lời kính mời tới món quà của anh chị gửi tới hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngày vui ngày phúc chào đại của hai em với mong muốn và lời chúc tốt đẹp nhất tới hai em. Chúc hai em được mãi mãi hạnh phúc. Xin vâng, kính thưa tất cả quý vị, cặp đôi nương của chúng ta cũng đã được hai bên gia đình tác hợp được nên vợ thành chồng cũng đã khoảng một thời gian khá là lâu. Và nếu với một đại lễ vô quy đã diễn ra tại tư gia của gia đình nhà gái, những món quà tuyệt vời nhất của các vị đại diện gia đình nhà gái cũng đã trở về và trao cho cô dâu chú rể. Và trong buổi trưa ngày hôm nay trải qua một quãng đường cực kỳ là tuyệt vời thì gia đình nhà trai đã đón được một nàng dâu mang tên Hồng Vân trở về làm dâu làm con của bản Nông Hẹp, xã Nông Hẹp. Với niềm vui niềm hạnh phúc đó, những người thân yêu nhất của chú rể đó chính là chị, gia đình chị gái cũng sẽ trao cho hai em thân yêu của mình những món quà tuyệt vời và đặc biệt. Xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình em gái của chú rể là em Cà Thị Xuân cũng có món quà để gửi tặng đến hai anh chị trong buổi trưa ngày vui ngày phúc đặc biệt này. Xin được trân trọng gửi lời kính mời. Vâng, những món quà đến từ những người thân yêu nhất đang dành tặng cho cặp đôi nương để chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê và mãi mãi xứng đáng là dâu hiền, là dì thầu. Và đương nhiên tất cả quý vị chúng ta đã có mặt tại khán phòng của gia đình đều đã dành cho mình một món quà đặc biệt và tuyệt vời nhất, bỏ vào phiếu hạnh phúc của gia đình. Và với những tình cảm đặc biệt đó thì quý vị có thể dành cho cô dâu chú rể của chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Xin chân cảm ơn, tình cảm mến mến đặc biệt nhất của toàn thể quý vị và các chị. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị, toàn quyền khách quý thân mến, và giờ phút ở đây thì cặp đôi đưa của chúng tôi với một sự hiện diện đặc biệt trên sân khấu đó chính là một gia đình nho nhỏ kể từ ngày hôm nay đây. Dạ vâng, đây chính là cùng chung ông, chung bà, chung cha, chung mẹ. Và món quà tình yêu của cặp đôi nương Mai Tân, Hồng Vân cũng sẽ trở về sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị. Đây chính là một món quà tình yêu cực kỳ tuyệt vời, một nàng công chúa cực kỳ xinh xắn. Đây chính là một gia đình nhỏ trong buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Lý do để tất cả chúng ta đã có mặt tại khán phòng của gia đình, hãy dành cho một gia đình nhỏ của chúng tôi một tràng vỗ tay lớn được không quý vị? Mình xin được chúc cho gia đình nhỏ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Xin được chúc cho bé mau ăn trắng lớn ngoan ngoãn. Và giờ phút này đây sẽ là giờ phút mà cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng tiến về phía từng mâm tiệc để nhận lại lời chúc tốt đẹp nhất từ toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời.